Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Việt TV. Kính thưa quý vị khán giả, vụ bạo loạn đập phá, cướp bóc, phóng hỏa tại Pháp gây kinh hoàng cho rất nhiều người dân bởi cái hậu quả thảm khốc. Mới kết thúc mấy ngày hôm nay thì có một vụ việc khác cũng gây sự chú ý cao độ của giới truyền thông. Vừa mới xảy ra đó chính là vụ việc người biểu tình phóng hỏa Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad. Tính chất của hai vụ việc này là hoàn toàn khác nhau, nhưng có một điểm chung là đều xuất phát từ một sự việc đơn lẻ. Ở Pháp thì là do một người gốc Phi bị mất mạng dưới tay của cảnh sát. Ở Iraq cũng xuất phát từ một cá nhân. Cá nhân này trông rất là ngông cuồng, đã đùa với lửa, dám cả gan xúc phạm tới đức tin của người đạo Hồi. Nhưng sự căm phẫn của những người theo đạo Hồi dành cho cá nhân kẻ ngông cuồng thì ít, mà tất cả sự căm phẫn của họ được trút lên là chính phủ Thụy Điển. Bởi vì cảnh sát Thụy Điển đã làm ngơ, hay nói đúng hơn là phê duyệt cho cuộc tụ tập đốt kinh Koran, một cái sự việc không thể chấp nhận được. Và trong video ngày hôm nay, Việt TV sẽ đề cập đến một số chi tiết quanh cái nội dung này. Thưa quý vị, là trong vụ việc này thì có một điểm rất đáng chú ý, đó là cái kẻ ngông cuồng xúc phạm đạo Hồi là một người Iraq tị nạn ở tại Thụy Điển. Những thông tin cũng không cho biết người tị nạn này sang Thụy Điển vào cái thời gian nào, từ thời Tổng thống Hussein cầm quyền hay là thời chính phủ do Mỹ dựng lên. Thụy Điển là một nước thuộc thế giới gọi là tự do, nhất là tự do ngôn luận. Tự do ngôn luận về việc gì chứ tự do xúc phạm kinh Koran của người theo đạo Hồi thì Thụy Điển phải trả giá rất đắt là lẽ đương nhiên. Bởi vì chúng ta biết là những người theo đạo Hồi thờ từng câu từng chữ ở trong kinh Koran, họ tin tưởng tuyệt đối vào người sáng lập ra đạo Hồi. Và văn hóa phương Tây, văn hóa Mỹ chưa bao giờ và chắc chắn không bao giờ áp đặt được bất cứ cái tư tưởng nào đối với những quốc gia theo đạo Hồi. 10 năm Liên Xô ở Afghanistan, 20 năm Mỹ dựng lên chế độ ở đất nước này đều phải rút ra và chấp nhận sự thất bại thảm hại. Chúng ta không hề thấy các cái tổ chức phản động lưu vong người Việt lên án cảnh sát Thụy Điển dung túng cho những cái kẻ xúc phạm tín ngưỡng của người đạo Hồi. Bởi vì những kẻ tôn thờ lá cờ vàng cũng tôn thờ tất cả cảnh sát chính quyền của các nước thuộc thế giới tự do. Nếu cảnh sát ở Việt Nam dung túng đứng nhìn cho một ai đó công khai đốt kinh thánh của bất kỳ đạo giáo nào được hoạt động hợp pháp, chắc chắn bọn họ sẽ đồng loạt và ngay lập tức vu cáo cho cảnh sát chính quyền Việt Nam xúc phạm tôn giáo tín ngưỡng. Kính thưa quý vị khán giả, trở lại vụ phóng hỏa đốt Đại sứ quán Thụy Điển. Trước tiên thì chúng ta tìm hiểu kẻ châm ngòi cho cái vụ việc này. Tên hắn là Monica, người tị nạn Iraq như Bảo Ngọc đã nói ở trên. Trước đó thì vào ngày 28 tháng 6 vừa qua, tên này đã đốt vài trang kinh Koran trước nhà thờ Hồi giáo lớn nhất ở Stockholm, thủ đô của Thụy Điển. Hành động của tên này đã khiến những người ủng hộ giáo sĩ sát, lãnh đạo tôn giáo có ảnh hưởng và cũng là nhà bất đồng chính kiến với chính quyền hiện tại ở Iraq. Vị giáo sĩ này trước đó đã kêu gọi biểu tình phản đối Thụy Điển và trục xuất đại sứ Thụy Điển khỏi Iraq. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iraq cũng nêu rõ rằng đối tượng xúc phạm kinh Koran là công dân Iraq, đề nghị nhà chức trách Thụy Điển phải giao đối tượng cho chính phủ Iraq xét xử theo luật pháp của Iraq. Bộ Ngoại giao Iraq cũng đã triệu đại sứ Thụy Điển đến để phản đối hành động đốt kinh Koran của đối tượng trên, đồng thời kêu gọi chính phủ Thụy Điển thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn hành vi này. Trong ngày 29 và 30 tháng 6, hàng ngàn người dân Iraq đã tập trung ở Đại sứ quán Thụy Điển để tiếp tục biểu tình phản đối. Làn sóng phẫn nộ đã được lan rộng trong thế giới Hồi giáo, bởi thời điểm đó đúng vào dịp lễ trọng đại của Hồi giáo. Cảnh sát đã phải phong tỏa các tuyến phố bao quanh của Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad bằng các cái khối bê tông dày, khiến người biểu tình chỉ có thể tập trung trên đại lộ gần khu vực Đại sứ quán. Cũng vào thời điểm đó thì Iran cũng đã triệu hồi đại sứ Thụy Điển để phản đối. Bộ Ngoại giao Kuwait cũng đã triệu hồi đại sứ Thụy Điển tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trao đổi công hàm, phản đối vụ việc. UAE và Maroc cũng phản đối hành vi thiếu tôn trọng và xúc phạm thế giới tôn giáo. Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các hành động chống lại những người Hồi giáo và cảnh báo sẽ không chấp nhận Thụy Điển vào khối NATO vì vụ việc này.
Dù bị thế giới Hồi giáo cực lực phản đối, Thụy Điển là như vậy, nhưng có lẽ chính quyền cảnh sát vẫn phớt lờ và dung túng cho một vụ đốt kinh Koran mà những kẻ này đã lên kế hoạch và chuẩn bị tiến hành. Thái độ thờ ơ của cảnh sát Thụy Điển đã phải trả giá bằng vụ phóng hỏa đốt đại sứ quán ở Iraq. Có lẽ vào buổi sáng ngày 20 tháng 7 năm 2023 là một mốc đáng nhớ với nhân viên đại sứ quán Thụy Điển tại Baghdad, bởi vì những người Hồi giáo Iran đã không kìm nén được sự căm giận, thái độ thờ ơ của cảnh sát Thụy Điển. Họ đã không chờ được tới sáng mà đã phải đột nhập vào tòa đại sứ Thụy Điển ngay từ lúc bình minh. Hàng trăm người đã phóng hỏa khiến khói bốc lên từ tòa nhà đại sứ, buộc Iraq phải triển khai một lực lượng lớn cảnh sát chống bạo động đến để đối phó. Bộ Ngoại giao Iraq cũng đã ra tuyên bố cho biết và lên án vụ đốt đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad. Và chúng ta cần nhớ nhóm người phóng hỏa đại sứ quán Thụy Điển có tư tưởng đối lập với chính quyền Iraq. Ở đâu có đối lập thì ở đó có mâu thuẫn, thậm chí là xung đột và bạo động gây hậu quả nghiêm trọng khi mà không được kiểm soát. Bộ Ngoại giao Thụy Điển cũng cho biết là toàn bộ nhân viên Đại sứ quán Thụy Điển đều an toàn. Thụy Điển tấn công cáo buộc Đại sứ quán và tòa nhà ngoại giao là hành vi vi phạm nghiêm trọng Công ước Viên và Thụy Điển buộc chính quyền Iraq phải chịu trách nhiệm về sự việc này. Năm ngoái cũng tại Thụy Điển đã có ít nhất 40 người bị thương trong các vụ gây rối mất trật tự trị an, xuất phát nguyên nhân từ hành động đốt cuốn kinh Koran của một nhóm cực hữu nữa. Các cuộc biểu tình phản đối biến thành bạo lực đường phố đã làm 26 cảnh sát và 14 dân thường bị thương, khoảng 20 xe cảnh sát đã bị đốt hoặc đập phá. Cảnh sát cho biết các đối tượng gây bạo loạn tìm cách sát hại các nhân viên cảnh sát, trong đó nhiều phần tử tội phạm đã lợi dụng tình hình để gây rối. Chứ những kẻ này không hề liên quan đến các cái cuộc biểu tình phản đối hành vi đốt cuốn kinh Koran. Vụ việc này, Thụy Điển cũng đã bị các nước theo đạo Hồi lên tiếng phản đối. Tựu chung lại là Thụy Điển đã nhiều lần là ngòi nổ, là nguyên cớ để người Hồi giáo nổi giận. Trong quá khứ, chúng ta hẳn còn nhớ, năm 2012 đã diễn ra một cuộc biểu tình trên 20 quốc gia Hồi giáo phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi có tên gọi Sự ngây thơ của tín đồ Hồi giáo. Bộ phim này xúc phạm nhà tiên tri Mohammed. Cuộc biểu tình đập phá diễn ra trên nhiều quốc gia như là Pakistan, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Iran, Iraq và người biểu tình ở các quốc gia này đã đụng độ với cảnh sát, đốt cờ Mỹ, tấn công và cướp phá các cái rạp chiếu phim. Một tài xế của hãng truyền hình ARI đã bị thiệt mạng và những người làm phim này đã phải chạy trốn. Diễn viên đóng phim phỉ báng đạo Hồi đã bị thua kiện. Có 15 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối bộ phim của người Hồi giáo. Kính thưa quý vị, vấn đề Hồi giáo nói riêng và chính sách nhập cư nói chung vẫn thường xảy ra ở các nước châu Âu với cộng đồng người Hồi giáo ở trên thế giới, như là báng bổ tiên tri Mohammed và đốt kinh Koran vốn được xem là điều thiêng liêng với các tín đồ Hồi giáo. Nếu như các nước Tây Âu này vẫn duy trì sự tự do vô tổ chức như vậy, thì các vụ việc tấn công đại sứ quán như vừa xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Bài học năm 2006, khi hàng loạt các tờ báo các nước châu Âu gồm Na Uy, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan đăng bức ký họa về đấng tiên tri Mohammed, đã dẫn đến làn sóng phản kháng mạnh mẽ của thế giới Hồi giáo. Đỉnh điểm của sự phản kháng này là vụ các tay súng Hồi giáo cực đoan nổ súng tấn công tòa soạn, tờ tạp chí châm biếm này đã phải trả giá bằng 12 người thiệt mạng, trong đó có nhiều họa sĩ nổi tiếng. Cái giá phải trả rất đắt cho những người vô tội không may là nạn nhân của những cuộc bạo loạn không đáng có này. Dạ vâng, kính thưa quý vị, hôm nay Bảo Ngọc xin chia sẻ với quý vị một số thông tin liên quan đến Đại sứ quán Thụy Điển bị đốt cháy. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ở trong các chương trình sau. Xin thân ái, kính chào quý vị khán giả của Việt TV.